thích luôn nè. Đây là những tính năng của lá sơm có sẵn để nó cho phép mình kéo lên ba thành phần này, và ba thành phần này được bố cục hết, chia ba cột hết, để mình thả cái gì vô đây là nó nằm ở đây, bố trí là được luôn. Ví dụ mình không thích cái tab ba này, mình có thể tắt nó luôn, mình chỉ lấy là main này thôi và cái menu thôi. Ví dụ như trang Vin Vin Home City của mình làm thực tế luôn, là mình đã tắt luôn cái phần top ở trên rồi, đủ phần top trên rồi đúng không, mình làm cái logo và mình kéo cái menu lên gần gần đây luôn rồi, mình không có cái bút tông luôn cơ, em hiểu nha. Nghĩa là đúng rồi, cái chỗ này nè mình kéo này luôn và mình thả này ra, thì rõ ràng nó ra khác rồi, chỉ có logo và cái menu thôi, thì nó cũng phải quay lại kiểu này không, logo menu không, nó không còn bút tông nữa. Cái bút tông tự nhiên nó mất đi và mình không tác động như đây nữa. Bút tông này có cái icon, mình thả icon đi luôn, mất luôn. Vậy là giờ coi web lại web khác rồi, web khác hồi nãy nhìn nha, có menu dưới nha, bố trí cái menu giọt trên đây nằm, hiểu không, là mình tùy chỉnh rất là dễ, mình muốn làm gì Là nó là có sẵn ba cái mà còn cái đúng nào rồi mình không bỏ gì hết, nó tự động. đúng rồi. Nếu mình muốn thì mình gọi cả ba ra luôn, top, main và bottom luôn, còn không thích bỏ main bỏ top gì tùy đều được hết. Ví dụ mình muốn bỏ thằng main này ra thì nhiều cách lắm, có cách là mình thả ra hết luôn, hoặc đó là một cách là như thế này, mình vô phần top 3 này, chút xíu mình nói mình top 3 này, mình bỏ cái enable đi, là mình cho nó mất cái top 3 đi, vậy thì nó chỉ còn cái gì, chỉ còn main và bottom thôi. Rồi nên mình cứ làm đi rồi mình chỉnh nó sau, mình chỉnh nó như thế này. Ví dụ mình kéo cái menu này ha, mình thấy là ok cái menu này nhỏ quá, nó sát sát chữ nhau đúng không, mình nhìn rõ ràng cái menu này người ta đẹp và nó to đúng không, của mình nó nhỏ quá, mình có thể mình vô thẳng vô cái header nha, mình biết cái menu này đang nằm ở header bottom, thì thẳng vô header bottom này nó sẽ còn một rất nhiều cái option trong này để nó chi phối nữa. Ví dụ nó kéo cái chiều cao này, thấy nó kéo chiều cao chưa, nó kéo chiều nhỏ nè, thấy không, thấy chưa, nó chọn màu nè, nó cho phối màu nè, thấy chưa, nó phối màu vàng đi, hay nên phối màu vàng đi, màu xanh đi, rồi ok đăng. Thì á sau khi đăng rồi á, có phải cái menu mình nó rớt xuống dưới và nó màu xanh. Khi nó màu xanh rồi á mà mình thích nó chữ khác đi, thì mình chọn navi màu cho nó, hay màu là nó đang cái gì, đang màu màu xanh thì mình cho nó chữ chữ trắng trước. Rồi cái hover này là khi mình đưa chuột vô á, thì nó đổi màu gì, cho nó màu màu vàng đi, thì thấy nó ra đâu nè, chữ trắng hover vô màu vàng, thấy không, mình kiểm soát được luôn. Rồi mình thấy nó nhỏ quá đúng không, cho nó bự ra, cho nó bự ra, mình nói trước luôn ha, anh em mình về coi luôn nha, coi video luôn nha, thì nó bự ra có phải ra được không. Rồi sau khi bự ra mình thấy à tao muốn cái kiểu này đi, tao muốn cái kiểu mà nó có gạch chân dưới đây, nhấn vô thì có phải menu mình có kiểu được hết đâu, nó có ra được định dạng hết luôn. Rồi mình thấy cái khoảng cách nó còn, nhấn rằng cái nó giãn ra chút xíu, ok đăng. Thì đăng rồi thì có phải là nó đẹp hơn không, cái phông chữ mình chưa nói phông chữ, nó ra được menu chưa, ra được header chưa. Vậy ở đây nó sẽ có một cái hình, vậy thì giờ mình bâu lại, đố ai làm được cái hình như này. Rồi ba ba